những thông tin nổi bật trong chương trình trưa nay. Tiền Giang bắt đối tượng giết người cướp tài sản. Gia Lai nghi án nổ súng bắn cha ruột rồi ôm vong tự tử cùng người tình. An Giang đảm bảo an toàn, hiệu quả công tác phòng chống dịch COVID-19 trong dịp Tết Nhâm Dần 2022. Lãnh đạo tỉnh Cà Mau động viên các cơ sở y tế nơi đang điều trị bệnh nhân COVID-19. Lâm Đồng đưa 100 xe buýt đời mới vào hoạt động. Bình Phước, thị trường đồ cúng ông Công ông Táo sôi động. Bình Phước lưu giữ không gian Tết xưa. Xin kính chào quý vị đang đến với Chuyển động 25 giờ tin nóng từ các địa phương, và mở đầu chương trình trưa nay là những thông tin về tình hình an ninh trật tự tại các địa phương. Thưa quý vị, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Cà Mau đã phối hợp cùng với Phòng Cảnh sát Hình sự Công an thị xã Phước Long, tỉnh Bình Phước bắt giữ đối tượng Huỳnh Trí Ân, sinh năm 1988, cư ngụ tại ấp 6, xã Khánh Lâm, huyện U Minh, tỉnh Cà Mau vì có liên quan đến vụ án giết người cướp tài sản xảy ra vào ngày 19 tháng 1 năm 2022. Theo hồ sơ, vào tối ngày 18 tháng 1 năm 2022, tại nhà anh Trờ, cư ngụ ấp Mũi Tràm A, xã Cánh Bình Tây Bắc, huyện Trần Văn Thời, có tổ chức nhậu và lắc bầu cua ăn tiền. Đến khoảng 0 giờ 10 phút ngày 19 tháng 1, Quỳnh Chí Ân quay lại nhà ông Trờ. Lúc này ông Trờ ngủ ở nhà trước. Bà GTL sinh năm 1988, vợ ông Trờ, đang rửa chén ở nhà sau. Ân đã dùng hung khí cắt vào vùng cổ bà L. Bà L chống trả, đồng thời tri hô, thì Ân giật sợi dây chuyền của bà L đang đeo trên cổ, rồi bỏ chạy và sau đó trốn đến địa bàn tỉnh Bình Phước. Khoảng 16 giờ ngày 22 tháng 1, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Cà Mau phối hợp cùng Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Bình Phước để bắt được Ân khi tên này đang lẩn trốn tại một nhà nghỉ thuộc phường Phước Bình, thị xã Phước Long. Qua khai nhận ban đầu, sợi dây chuyền cướp của chị L được Ân đem bán và tiêu xài cá nhân. Hiện đối tượng đã được áp giải cho Công an tỉnh Cà Mau để tiếp tục điều tra xử lý. Thưa quý vị, vào sáng ngày 24 tháng 1, 2022, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Trần Duy Tân, sinh năm 1987, ngụ xã Tân Lý Đông, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang về hành vi cướp giật tài sản, thông tin từ báo Người Lao Động. Trước đó, vào chiều 2 tháng 1, Tân điều khiển xe máy đến tiệm vàng Kim Trang ở xã Tân Lý Đông. Lúc này trong tiệm có khách nên Tân đứng trước quầy quan sát. Khách vừa rời khỏi tiệm, Tân giả vờ vào hỏi mua dây chuyền. Khi chủ tiệm đưa sợi dây chuyền một lượng vàng 24K trị giá khoảng 50 triệu đồng cho Tân xem thì đối tượng này cầm lấy rồi bỏ chạy. Chủ tiệm hô hoán và cùng người dân xung quanh truy đuổi bắt giữ Tân cùng tang vật rồi giao cho công an. Tại cơ quan điều tra, Tân khai nhận do mê game dẫn đến thiếu nợ nên nảy sinh ý định cướp giật tài sản, và tiệm vàng Kim Trang là nơi mà đối tượng này chọn để gây án. Thưa quý vị, vào ngày 24 tháng 1 năm 2022, đại diện Công an thành phố Hải Phòng cho hay, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thành phố Hải Phòng vừa ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Trần Thị Thu Thủy, sinh năm 2000, trú tại huyện Cát Hải, thành phố Hải Phòng. Thủy là bạn gái của Trần Văn Nam, sinh năm 1998, trú tại xã Nghĩa Lộ, huyện Cát Hải, thành phố Hải Phòng. Nghi phạm đã dùng súng gây ra vụ cướp 3,5 tỷ đồng tại phòng giao dịch Ngân hàng Vietcombank ở đường Đình Vũ, phường Đông Hải 2, quận Hải An, thành phố Hải Phòng. Thông tin từ báo Người Lao Động. Trần Thị Thu Thủy bị cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Hải Phòng khởi tố để điều tra về hành vi che giấu tội phạm. Công an thành phố Hải Phòng cho hay, Trần Thị Thu Thủy đã khai nhận sau khi nhận số tiền Nam đưa, Thủy vào nội thành Hải Phòng mua một điện thoại iPhone 13 Pro Max với giá 30,9 triệu đồng, một máy tính MacBook Air với giá 20,5 triệu đồng, một sạc iPhone hết 300.000 đồng, mua sắm các đồ trang sức, nhẫn vòng, mỹ phẩm, tất cả hết gần 100 triệu đồng, gửi vào tài khoản cá nhân 20 triệu đồng, còn 1 tỷ 240 triệu đồng đem gửi bạn Bùi Minh Anh. Tối 7 tháng 1, Thủy sử dụng mạng xã hội thấy lan truyền thông tin vụ cướp ngân hàng Vietcombank Đình Vũ cùng hình ảnh tên cướp. Nhận ra tên cướp chính là Nguyễn Văn Nam, bạn trai mình, nhưng Thủy không đến cơ quan công an trình báo. Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ và xử lý theo quy định pháp luật. Trước đó, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hải Phòng đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Nguyễn Văn Nam để điều tra về tội cướp tài sản. Như báo Người Lao Động đã đưa tin, khoảng 15 giờ 20 phút ngày 7 tháng 1, phòng giao dịch ngân hàng Vietcombank ở đường Đình Vũ, phường Đông Hải 2, quận Hải An, thành phố Hải Phòng xảy ra vụ một đối tượng dùng vật nghi là súng uy hiếp, khống chế giao dịch viên và cướp số tiền 3,5 tỷ đồng.
Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an thành phố Hải Phòng phối hợp các cục nghiệp vụ Bộ Công an khẩn trương điều tra và truy bắt đối tượng. Đến trưa 9 tháng 1, các lực lượng tham gia phá án đã bắt giữ Nguyễn Văn Nam, nghi phạm gây ra vụ cướp ngân hàng khi đối tượng đang lẩn trốn tại một nhà nghỉ ở tỉnh Thái Nguyên. Thưa quý vị, vào ngày 24 tháng 1, Công an thành phố Mỹ Tho, Tiền Giang đã bắt khẩn cấp Mai Hoàng Hương, sinh năm 2002, ngụ ở xã Mỹ Phong, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang để điều tra về hành vi cố ý làm hư hỏng tài sản người khác, thông tin từ báo Người Lao Động. Theo thông tin ban đầu, khoảng 21 giờ ngày 22 tháng 1, Thượng tá NVV, trưởng một phòng thuộc Công an tỉnh Tiền Giang, điều khiển xe ô tô Lexus RS350 từ hướng xã Mỹ Phong về đường huyện 89. Lúc này, Hân đi bộ băng từ bên trái đường qua rồi đạp vào phía sau xe của Thượng tá V. Thượng tá V điều khiển xe tiếp tục chạy thì Hân dùng xe máy rượt theo. Đến đường Lê Văn Nghề, Hân dùng gạch ném vào phía sau xe của Thượng tá V làm hư hỏng tài sản với giá trị hơn 30 triệu đồng. Thưa quý vị, Công an huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai đang phong tỏa hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân nổ xảy ra tại nhà bà HTH, sinh năm 1979, trú tổ 2, tại Chư Ti, Đức Cơ, Gia Lai, khiến cho hai người tử vong, thông tin từ báo Người Lao Động. Khoảng 3 giờ 30 phút cùng ngày, người dân trong khu vực nghe tiếng nổ lớn phát ra từ nhà bà H. Khi đến xem thì phát hiện có hai người đã tử vong nên trình báo công an. Tại hiện trường, cơ quan công an xác định danh tính hai thi thể là bà H và Đỗ Đức Anh, sinh năm 1980, trú tổ 3 thị trấn Chư Ti. Đối tượng Đỗ Đức Anh là người đang bị công an huyện Đức Cơ truy bắt vì hành vi nổ súng bắn trọng thương cha ruột vào chiều 22 tháng 1. Khi bỏ trốn, Đỗ Đức Anh mang theo khẩu súng loại bắn đạn chùm là hung khí bắn trọng thương cha ruột. Đối tượng này đã có hai tiền án về tội cố ý gây thương tích và chế tạo, tàng trữ, sử dụng trái phép vật liệu nổ, mới ra tù vào tháng 9 năm 2020. Được biết, bà Hát sống độc thân, có mối quan hệ tình cảm với Đỗ Đức Anh khoảng hơn một năm nay. Thưa quý vị, đội biên phòng cửa khẩu quốc tế Vĩnh Sương thuộc tỉnh An Giang phát hiện hai đối tượng nhập cảnh trái phép từ Campuchia về Việt Nam, thông tin từ truyền hình An Giang. Theo đó, vào lúc 5 giờ ngày 24 tháng 1, nhận được tin báo của quần chúng nhân dân tại khu vực tổ 6, ấp Phú Yên, xã Phú Lộc, thị xã Tân Châu, có hai trường hợp nhập cảnh từ Campuchia trở về địa phương. Đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Vĩnh Sương phối hợp công an xã và ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 xã Phú Lộc xuống địa bàn xác minh, mời đối tượng về trụ sở công an xã làm việc. Qua quá trình làm việc, xác định đối tượng là Phạm Văn V và Từ Thị Thu Hắc cùng ngụ ấp Phú Bình, xã Phú Lộc. Qua lời khai của đối tượng, vào tháng 2 năm 2020, cả hai sang Campuchia để thuê đất, sản xuất lúa. Nay, gần Tết Nguyên đán trở về thăm nhà nên đã đi bộ theo đường mòn biên giới trở về địa phương. Do cả hai đối tượng thuộc diện hộ cận nghèo, đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Vĩnh Sương cho làm cam kết không tái phạm. Qua lấy mẫu test nhanh COVID-19 cho kết quả âm tính, hai đối tượng cho cách ly tế tại nhà. Theo thông tin từ lãnh đạo Sở Y tế Lâm Đồng cho biết, tính đến 7 giờ sáng ngày 24 tháng 1, Lâm Đồng tiếp tục ghi nhận 196 ca mắc COVID-19 mới, thêm một ca tử vong liên quan đến COVID-19, có tiền sử chưa tiêm vaccine phòng COVID-19, thông tin từ truyền hình Lâm Đồng. Như vậy, tổng số ca mắc COVID-19 tích lũy đến thời điểm này trên địa bàn tỉnh là 15.650 ca, trong đó đang điều trị 6.761 ca, ra viện 8.815 ca và tử vong 58 ca. Theo bản đánh giá cấp độ dịch bệnh COVID-19 quy mô cấp tỉnh, ngày hôm nay 24 tháng 1 vẫn ở cấp độ 2, vùng vàng nguy cơ trung bình. Trong đó huyện Đà Tẻ, hạ cấp độ dịch 100% xã thị trấn, ở cấp độ 1 vùng xanh bình thường mới. Có 5 huyện và 51 xã phường ở cấp độ 3 vùng cam nguy cơ cao và 6 huyện cấp độ 2 vùng vàng nguy cơ trung bình. Thưa quý vị, vào ngày 24 tháng 1, ông Lê Văn Phước, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang đã ký ban hành công văn số về việc thực hiện công điện 64 ngày 19 tháng 1 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ. Theo công dân thực hiện công điện số 64 ngày 19 tháng 1 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ, về việc đẩy nhanh hoàn thành tiêm vaccine phòng COVID-19, đảm bảo an toàn hiệu quả công tác phòng chống dịch trong dịp Tết Nhâm Dần 2022, thông tin từ truyền hình An Giang. Thủ trưởng các sở ban ngành đoàn thể tỉnh và trưởng ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, tập trung chỉ đạo triển khai thần tốc và thần tốc hơn nữa việc tổ chức việc tiêm vaccine phòng COVID-19 mũi thứ 3 cho người từ 18 tuổi trở lên và mũi thứ 2 cho trẻ từ 12 đến 17 tuổi. Đặc biệt, chú ý tổ chức tiêm an toàn thuận lợi cho những người có nguy cơ cao. Thực hiện nghiêm nghị quyết số 128 NQ-CP ngày 11 tháng 10 năm 2021 của Chính phủ,
hướng dẫn của Bộ Y tế và của tỉnh trong việc quy định và tổ chức thực hiện các biện pháp y tế hành chính như xét nghiệm, cách ly vân vân liên quan tới hoạt động sản xuất kinh doanh, đi lại của người dân, đảm bảo tính khoa học, thống nhất trong công tác phòng chống dịch COVID-19, không đặt ra những quy định về phòng chống dịch trái với những hướng dẫn, quy định của Bộ Y tế, của Chính phủ gây khó khăn không cần thiết cho người dân, nhất là trong dịp về quê ăn Tết Nguyên đán Nhâm Dần. Đẩy mạnh tuyên truyền vận động người dân, công nhân, người lao động thực hiện nghiêm các quy định về phòng chống dịch, nhất là trong quá trình di chuyển về quê, sinh hoạt trong dịp Tết và trở lại nơi làm việc sau Tết. Sở Y tế căn cứ tình hình dự báo dịch bệnh, kịp thời hướng dẫn các biện pháp phòng chống dịch phù hợp với tình hình thực tiễn, đảm bảo phân bổ đầy đủ kịp thời vaccine phòng COVID-19 cho các địa phương để hoàn thành mục tiêu kế hoạch tiêm phòng đã đề ra. Đảm bảo đủ thuốc và tăng cường chỉ đạo hướng dẫn, hỗ trợ kịp thời các địa phương trong công tác điều trị, không để quá tải hệ thống y tế. Các sở ngành, công an, quân sự, giao thông vận tải, y tế, thông tin và truyền thông, lao động thương binh và xã hội, các cơ quan liên quan và Ủy ban nhân dân các quận, thị xã, thành phố tăng cường chỉ đạo công tác phòng chống dịch bệnh, đặc biệt là công tác hướng dẫn hỗ trợ người dân thực hiện các biện pháp phòng chống dịch an toàn, khoa học trong thời gian trước, trong và sau Tết. Chú ý phối hợp với các đoàn thể, doanh nghiệp, cơ quan thông tin để tuyên truyền, vận động toàn xã hội cùng tham gia để bảo đảm Tết an toàn, lành mạnh, ấm cúng và trở lại lao động sau Tết vui khỏe, kiểm soát an toàn, thích ứng linh hoạt, phục hồi và phát triển nhanh, bền vững. Thưa quý vị, vào dịp đón Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, tỉnh Cà Mau đã dành một phần ngân sách cho các hoạt động thăm và tặng quà, thêm khẩu phần ăn cho bệnh nhân nhiễm COVID đang điều trị. Trong số này thì đáng lưu ý, mỗi trạm y tế nơi điều trị COVID-19 ở cơ sở đã được hỗ trợ tiền và quà tương đương là 6 triệu đồng, thông tin từ truyền hình Cà Mau. Do tình hình dịch COVID-19 còn diễn biến khá phức tạp, nên Tết Nguyên đán năm nay, tỉnh chủ trương tạm dừng nhiều hoạt động thăm viếng họp mặt quan trọng. Một số hoạt động được tổ chức nhưng hạn chế thành phần số lượng người tham gia. Thay vào đó, tỉnh vẫn ưu tiên đến thăm tặng quà động viên tại các cơ sở y tế, nhất là tại những nơi đang điều trị bệnh nhân COVID-19, kể cả những cơ sở điều trị tuyến huyện, cũng như các gia đình có người thân tử vong do nhiễm COVID-19 nhưng có hoàn cảnh khó khăn. Thường trực tỉnh ủy giao các cơ quan phụ trách, các địa phương tiến hành gửi quà, thư chúc mừng năm mới đến các đơn vị tổ chức nêu trên nhằm khích lệ tinh thần, đón Tết vui tươi, lành mạnh, an toàn, hạnh phúc, vui xuân nhưng không quên nhiệm vụ. Thưa quý vị, vào sáng ngày 24 tháng 1, tại thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng, công ty cổ phần xe khách Phương Trang Futa Bus Lines đã chính thức đưa 100 xe buýt đời mới theo tiêu chuẩn châu Âu vào hoạt động trên 3 tuyến xe buýt từ thành phố Đà Lạt đi Bảo Lộc, Đơn Dương và Xuân Trường, thông tin từ truyền hình Lâm Đồng. 100 xe buýt được sản xuất mới 100% theo đúng tiêu chuẩn buýt đô thị châu Âu, gồm 16 chỗ ngồi, 8 chỗ đứng, được trang bị cửa lên xuống tự động, lắp đặt camera trên xe, thiết bị giám sát hành trình hợp chuẩn GPS, công cụ hỗ trợ thanh toán máy POS, có máy lạnh và Wi-Fi miễn phí. Những tuyến xe buýt công cộng chất lượng hiện đại đi vào hoạt động, tạo sự thuận lợi cho người dân đi lại, giao thương, học tập. Đặc biệt, có phần tăng thêm sự lựa chọn cho du khách tại thành phố du lịch ngàn hoa, giảm phương tiện cá nhân, hạn chế tai nạn giao thông và bảo vệ môi trường. Song song với việc đầu tư chất lượng xe, phát triển tuyến mới, đào tạo đội ngũ nhân sự chất lượng cao, Phương Trang định hướng ứng dụng công nghệ tiên tiến như bán vé điện tử, hệ thống rao trạm tự động, bản đồ xe buýt điện tử vào phát triển hệ thống xe buýt Phương Trang hiện đại, văn minh, thân thiện và tiện lợi. Với việc đầu tư vào phương tiện hiện đại cũng như nâng cao chất lượng dịch vụ, Phương Trang muốn góp phần tăng cường hiệu quả hoạt động vận tải hành khách, qua đó thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương. Thưa quý vị, so với năm trước thì năm nay thị trường đồ lễ cúng ông Công ông Táo khá là đẹp và mẫu mã phong phú về chủng loại, giá cả hợp lý so với mọi năm. Giá các mặt hàng này không tăng, sức mua của người tiêu dùng cũng ổn định, thông tin từ truyền hình Bình Phước. Theo cái tập tục của Việt Nam mình là ngày ông Công ông Táo, mua hoa rồi vàng mã với chầu cau, mai làm mâm cơm mặn nữa. Một năm kinh tế buồn nhưng mà thôi cố gắng mua để ông báo cáo với thiên đình cho mình làm ăn, ăn nên làm ra. Đối với mặt hàng cá chép, dù giá có giảm nhẹ nhưng sức mua của người dân cũng không nhiều. Theo một số tiểu thương tại chợ cá Đồng Xoài, cùng kỳ năm 2021, giá cá trung bình 200.000 đến 230.000 đồng một kg. Sau đó các tiểu thương sẽ phân phối bán lẻ với giá 250.000 đồng một kg. Những mẻ cá lớn và đẹp có thể đội giá lên tới 300.000 đồng một kg. Đỉnh điểm vào ngày ông Công ông Táo, mẻ cá đẹp mãi nhất,
cán mốc 400.000 đồng một kg. Năm nay, nguồn cung cá chép khá ổn định nhưng sức mua chỉ bằng 70% so với năm ngoái. Theo phong tục cổ truyền của người Việt, vào ngày 23 tháng Chạp hàng năm, người dân đều chuẩn bị các vật phẩm gồm cá chép sống, mũ hài, hoa tươi cùng mâm cơm cúng để đưa tiễn ông Táo về chầu trời. Năm nay, ngày lễ này rơi vào ngày làm việc, tuy nhiên thị trường đồ cúng ông Công ông Táo vẫn rất sôi động. Thưa quý vị, Công an thành phố Cam Ranh, Khánh Hòa tổ chức ra quân tuyên truyền lưu động, phổ biến các quy định pháp luật về an toàn giao thông nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022. Tham gia tuyên truyền lưu động có lực lượng PC08 Công an Khánh Hòa, đội cảnh sát giao thông trật tự thành phố Cam Ranh và thành đoàn thành phố Cam Ranh. Thông tin từ truyền hình Khánh Hòa. Hình thức tuyên truyền được tổ chức lưu động trên tuyến đường quốc lộ 1A đi qua địa bàn thành phố Cam Ranh và các tuyến đường nội thị thành phố, được ra quân nhằm tuyên truyền về trách nhiệm công dân và ý thức thượng tôn pháp luật của người lái xe thông qua sử dụng pano áp phích về hình ảnh các vụ tai nạn giao thông điển hình trên địa bàn thành phố, tuyên truyền về tác hại của rượu bia, ma túy đối với người điều khiển phương tiện cơ giới tham gia giao thông, nhận biết và chấp hành hiệu lệnh của biển báo, vạch kẻ đường, đèn tín hiệu giao thông, tác dụng của đội mũ bảo hiểm khi ngồi trên xe mô tô gắn máy. Tuyên truyền phổ biến sâu rộng kế hoạch của Công an thành phố về cao điểm bảo đảm trật tự an toàn giao thông, trật tự xã hội dịp Tết Nguyên đán và các lễ hội Xuân Nhâm Dần 2022. Hoạt động nhằm góp phần kiềm chế và làm giảm tai nạn giao thông, không để xảy ra ùn tắc giao thông, góp phần giữ vững tình hình trật tự an toàn giao thông và phòng chống hiệu quả dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố. Thưa quý vị, nhằm giảm chuyến bay tại khung giờ cao điểm hiện nay, thì Cục Hàng không Việt Nam đã có văn bản kiến nghị Bộ Giao thông Vận tải thực hiện một số biện pháp để giảm tình trạng ùn tắc tại sân bay, thông tin từ truyền hình Khánh Hòa. Cụ thể, Cục Hàng không Việt Nam kiến nghị điều chỉnh một số chuyến bay trong khung giờ cao điểm, đề nghị các hãng chuyển sang khung giờ bay đêm, tăng cường công tác truyền thông đến hành khách về việc bỏ yêu cầu test nhanh trước khi lên tàu bay. Hành khách không nên đến sân bay quá sớm, mà chỉ cần đến sân bay phù hợp với giờ bay ghi trên vé. Vừa qua, Bộ Giao thông Vận tải cũng đã có giải pháp chống ùn tắc sân bay bằng việc gỡ bỏ quy định xét nghiệm nhanh với hầu hết hành khách đi máy bay, chỉ trừ người xuất phát từ vùng đỏ. Cục Hàng không cho biết sẽ tiếp tục điều hành hàng ngày để tránh ùn tắc. Tại sân bay Tân Sơn Nhất, máy soi chiếu an ninh được bổ sung để tăng công suất phục vụ hành khách. Thưa quý vị, Hội Chữ thập đỏ thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng phối hợp với nhóm thiện nguyện Từ Tâm và các mạnh thường quân tổ chức chương trình Tết Xuân Vầy, Xuân Yêu Thương, Mừng Xuân Nhâm Dần 2022 cho các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố, thông tin từ truyền hình Lâm Đồng. Hội Chữ thập đỏ thành phố Đà Lạt cùng các nhóm thiện nguyện đã trao 200 phần quà, mỗi suất trị giá 600.000 đồng, gồm nhu yếu phẩm thiết yếu, mì tôm, nước ngọt cho các đối tượng yếu thế, nạn nhân chất độc da cam, người khó khăn đột xuất, người già neo đơn, người khuyết tật trên địa bàn. Đây là hoạt động thiết thực chăm lo đời sống cho người dân có hoàn cảnh khó khăn trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022. Những phần quà có ý nghĩa rất lớn, góp phần cùng các gia đình khó khăn vui xuân đón Tết đầm ấm hạnh phúc. Đồng thời đây cũng là dịp để kêu gọi sự hưởng ứng của các doanh nghiệp, các cấp chính quyền và toàn xã hội chăm lo Tết cho bà con có hoàn cảnh khó khăn trên toàn thành phố Đà Lạt. Thưa quý vị, một trong những địa điểm du xuân Nhâm Dần năm nay của người dân xã Thống Nhất, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước là không gian Tết xưa được phục dựng và tái hiện ngay tại địa phương, diễn ra từ ngày 23 tháng 1 đến hết ngày 6 tháng 2, 2022, tức là mùng 6 Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022. Khi đến đây thì người dân và du khách sẽ có những hoạt động trải nghiệm thú vị, hồi ức lại Tết xưa thật là ấm áp và đầy hoài niệm, thông tin từ truyền hình Bình Phước. Như một sự gợi nhắc về cảnh làng quê xưa, những tiểu cảnh Tết với lồng đèn, cây nêu, câu đối đỏ, cành mai vàng cùng với ít sâm xả đã đem đến một không gian đậm chất Tết Việt, mộc mạc, gần gũi nơi đây. Khung cảnh Tết xưa giữa cuộc sống hiện đại cũng mang đến những phút giây hoài niệm và là nơi lưu giữ những khoảnh khắc bình yên cho những ai khi có mặt. Sáng tạo, rất là hay. Tôi đi qua một vòng thì tôi thấy được cảm thấy nhớ quê hương với những cái các món hàng, món đồ ở ngày Tết như là bánh chưng, bánh tét rồi cây mai, cây đào rất là hấp dẫn. Tôi làm cho tôi có cảm giác nhớ quê hương. Diễn ra từ ngày 23 tháng 1 đến hết ngày 6 tháng 2 năm 2022, tức mùng 6 Tết Nhâm Dần. 9 tiểu cảnh được các đơn vị và các khu dân cư xã Thống Nhất thực hiện đã đưa người xem đến với không khí Tết xưa. Nhà nhà đều có một góc nhỏ để gói bánh chưng,
treo câu đối đỏ, rộn ràng sắc đào, sắc mai, trẻ em súng xính bên quần áo mới. Có thể nói, theo dòng chảy của cuộc sống hiện đại, những phong tục Tết xưa ít nhiều bị mai một. Do đó, việc tái hiện hình ảnh Tết xưa qua các tiểu cảnh đã làm nơi xa xôi này như khoác lên mình chiếc áo mới với những cảnh đẹp của vùng quê yên bình. Tổ chức như thế này thì người dân và các trẻ em cũng có một nơi để mà vui chơi giải trí, được chụp hình những bức hình lưu niệm. Thay vì phải ra tới Bù Đăng để mình có thể chụp hình check-in thì mình có thể là tới tại sân của xã nhà là mình đã có được cái hình ảnh đẹp rồi. Đều nói đến cái Tết cổ truyền của Việt Nam, nói chung là cái cốt lõi thì vẫn có bánh chưng, dưa hấu, rồi hoa mai, hoa đào đều nói đến Tết hết. Thì em nghĩ cái đó là cái nói chung về Tết cổ truyền, nó tái hiện lại được hết những cái văn hóa xưa của từ xưa và đến nay của Việt Nam ta. Ngoài việc để người dân trải nghiệm không gian mang đậm nét truyền thống của Tết Việt, việc tổ chức những tiểu cảnh bắt mắt này cũng giúp bà con không phải đi xa du xuân, thay vào đó có thể chơi Tết, thưởng ngoạn ngay tại địa phương trong thời điểm phòng chống dịch COVID-19 để đảm bảo an toàn. Ngày nay, Tết đã có nhiều thay đổi, nhưng ý nghĩa lớn thì vẫn còn nguyên vẹn. Việc gìn giữ những giá trị tốt đẹp của ngày Tết cổ truyền góp phần phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, giúp các bạn trẻ hiểu thêm về những phong tục tốt đẹp. Và việc tái hiện khung cảnh Tết xưa cũng giúp mọi người tìm lại những giá trị xưa cũ để hiểu thêm về Tết cổ truyền. Thưa quý vị, xuân đã về trên khắp quê hương Cà Mau, đặc biệt là trong những ngày này, tại các vùng quê có sản xuất các mặt hàng phục vụ Tết thì không khí mùa xuân lại càng nhộn nhịp và tất bật hơn. Thông tin từ truyền hình Cà Mau. Từ việc tận dụng nguồn nguyên liệu sẵn có tại địa phương, Hợp tác xã Ba Khía Trầm Chơi đã cho ra thị trường nhiều món ăn làm từ ba khía, già tôm như ba khía muối, riêu ba khía, mắm tôm, tôm xẻ, tôm khô. Do nguồn nguyên liệu tại chỗ nên giá thành các sản phẩm ở đây luôn tươi ngon, giá thành hợp lý. Cái nguồn nguyên liệu mắm tôm thì đây là một cái hình thức mà làm truyền thống, nhưng mà kết hợp những cái công thức độc quyền riêng thì nó sẽ thứ nhất là nó sẽ không có phụ thuộc vào cái tủ lạnh như trước đây. Tức là trước đây mình chế biến sản xuất ra mắm tôm mình chỉ ăn được cái thời gian ngắn hạn thôi. Còn tại cơ sở thì đã nghiên cứu ra một cái công thức mới hơn là làm mắm tôm có thể để bên ngoài sử dụng lâu hơn, và đặc biệt là cái việc mà để bên ngoài lâu hơn này nó phù hợp với những cái khách hàng mà bán chợ và các siêu thị, thì họ sẽ được bảo quản lâu và họ sẽ trữ bán được lâu hơn so với cái mắm tôm truyền thống. Nguồn tôm là đặc biệt là để mắm tôm ngon là phải tôm trong ngày. Căng trong ngày mình về mình làm thì tôm nó mới dai và cái thịt nó không có bở. Với cách làm truyền thống nên các sản phẩm của Hợp tác xã Ba Khía Đầm Chơi tuân thủ nghiêm ngặt quy định về an toàn vệ sinh thực phẩm, không sử dụng các phẩm màu hoặc các loại thuốc để đuổi côn trùng. Thì Ba Khía Đầm Chơi thì lúc trước thì chưa có tiếng nói về trên thương trường. Thì gần đây thì Ba Khía Đầm Chơi cũng đã được các tỉnh là công nhận là Ba Khía Đầm Chơi rất là sạch, ngon, là không thua gì các Ba Khía ở trong khu vực. Thì chính vì vậy thì để cho sản phẩm tiếp tục mà vươn xa nữa thì chỗ Ba Khía Đầm Chơi đã đăng ký chương trình mỗi xã một sản phẩm là tham gia OCOP. Từ việc chú trọng nâng cao chất lượng sản phẩm cùng với đăng ký nhãn hiệu, ứng dụng công nghệ quét mã QR, truy xuất nguồn gốc vào từng sản phẩm, khâu đóng gói được sử dụng các công nghệ hộp nhựa PET đã tạo được sự độc đáo và an toàn cho từng sản phẩm. Với cách làm hiệu quả, Hợp tác xã Ba Khía Đầm Chơi đã tự nâng cao sức cạnh tranh, đang từng bước hình thành chuỗi liên kết sản xuất, tạo niềm tin cho nông dân địa phương trong việc đưa các sản vật có sẵn tại địa phương đi xa hơn, nhiều người biết đến hơn. Kính thưa quý vị, và thông tin vừa rồi cũng đã khép lại Chuyển động 25 giờ chuyển nóng từ các địa phương trưa nay. Chương trình hợp tác giữa các cơ quan báo chí và truyền hình cùng NCV Network tổng hợp và chia sẻ những thông tin đặc sắc từ các bản tin trên kênh digital của các đơn vị. Và quý vị cũng có thể xem thêm các tin tức hấp dẫn trên hệ thống YouTube, Facebook và TikTok của NCV Network và các đơn vị báo đài liên quan, cũng như sử dụng NetLove. Y An xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin tiếp theo.